Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư. Mình đang có mặt ở xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để quay một cái miếng vườn chẳng 1.000 mét vuông luôn. Khu dân cư ha, đường thì đường nhựa, điện nhà nước nè, đường nhựa nhưng mà sẽ còn mở rộng vậy nha, còn mở rộng nữa. Đường hiện tại thì hai ô tô vẫn có thể tránh nhau được nha anh chị. Và khu dân cư, mình thấy cái miếng này thì cực kỳ phù hợp để anh chị mình mua để làm nhà vườn ha. Tại vì cái diện tích và cái vị trí của nó là đều ok hết. Rồi bây giờ anh chị mình xem video mình quay chi tiết nha. Thì về địa chỉ mình đã nói rồi ha. Ở đây cũng gần giáp với lại bên phía Bà Rịa Vũng Tàu rồi. Đất mình thuộc Đồng Nai. Ở đây đi về Hồ Chí Minh thì nó khoảng tầm 80 cây số chị nha, tầm 80 cây số. Khu dân cư và đất mình quen ngày hôm nay á là có diện tích là đúng 1.000 mét vuông. Ngang theo mặt tiền đường này ha, đường này thì chị thấy là đường nhựa nhưng mà xuống cấp rồi, chuẩn bị mở rộng làm lại ha, có giấy hợp dân làm đường mở rộng đường ha, đường lớn luôn. Đây có vẻ sơn nè chị, đây họ xịt sẵn rồi. Ngang của mình là 13 m, dài là khoảng 77 m ha. Đất mình là quay mặt sẽ hướng đông bắc, đất thì bằng phẳng ha, đất này rất đen pha xô cơm, đất này trồng cây thì tốt rồi. Ranh giới thì rõ ràng nha. Đây, bên đây là giáp với lại lứa B10 của ta nè, còn bên kia là cắm cọc ha. Cắm cọc vừa nằm giữa hai nhà dân. Hỏi mấy chú này, chú cần ấp kìa, cho chú ấp đó, trường ấp đó. Hỏi chú phải đường làm không? Nói chung là có giấy hợp dân làm đường là ok rồi. Nói chung là sẽ mở rộng đường, mà hiện tại đường cũng ok rồi. Đường hiện tại là mình thấy là có làm hay không làm thì cũng quan trọng. Nhưng mà làm thì càng tốt. Đó. Đường rộng rãi ha, dân cư đó. Đấy. Đây nhà vườn xung quanh ha, đó, hàng xóm nhà sát nhà mình nè. Đấy. Đây thì chợ búa tiện ích thì nói chung trong vòng khoảng tầm mấy cây số thôi anh chị ha. Khí hậu mát mẻ, đèn điện được, đèn thì chưa có nhưng mà có điện ha, điện nước đầy đủ. Đó. Giá mình báo luôn ha, hiện tại là chủ đang kêu giá là 1,5 tỷ. Đó. Giá này thì chắc là còn thương lượng, anh chị mình thiện chí lên đây xem, gặp trực tiếp chủ mình thương lượng luôn ha. Vuông vức bằng phẳng. Vậy hả? Đường này hiện tại là 5 m, vậy mình là mở rộng gấp đôi hả chú? Đường này 7 m. 7 m, à đúng rồi, ý là mặt đường á, còn mặt đường thì bây giờ mở thêm cho đủ 10 m, đường ở dưới kia là 12 m, thông ra đường bảy số năm này kia luôn. Hướng này thông qua là 765 gì nha, thì thẳng là thông ra chỗ đó nó bị bóp lại thì chuẩn bị sau này sẽ mở rộng luôn, thông thẳng ra đường tỉnh 765. Chưa tới cây số là mình sẽ ra dọc đường chính ha, đường liên tỉnh 765. Đó. Đây đất mình ha, vuông vức bằng phẳng. Đó, dân cư. Đó. Cứ nhà nào cũng cỡ 1 sao 2 sao vậy đó. Đó. Dân cư đông. Đất màu mỡ vậy thấy không? Trồng tiêu rồi. Trồng tiêu rất là tốt luôn. Giờ đèn quay cũng gần chiều tối rồi, hoàng hôn rồi. Đó. Rồi mình xin phép kết thúc video vậy nha. Có gì lát nữa mình sẽ mời chị xem sổ sao. Giá mình xin nhắc lại là 1,5 tỷ cho 1.000 mét vuông. Ngang 13 và 77. Đường thì rộng rãi thoải mái. Vì mình thiện chí thì xuống xem ha, gặp trực tiếp chủ thương lượng luôn. Lát nữa xem sổ sau nha, xem sổ và xem thông tin quy hoạch cũng như là cái vị trí Google Maps sau. Rồi bây giờ mình cho chị xem sổ. Nhưng mà trước khi mà xem sổ thì mình cũng nói luôn ha, thì có thể để mình quay là chủ có báo giá là 1,5 tỷ. Nhưng sau khi mình quay xong thì chủ có gọi lại mình và báo lại là đang cần bán gấp, cho nên là quyết định là giảm thêm 100 triệu, tức là chủ bán kêu giá lại là 1,4 tỷ vậy ha, 1,4 tỷ cho cái miếng đất này. Đó, rồi đây là sổ của miếng đất anh chị nha. Đó, địa chỉ xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, diện tích là 1.000 mét vuông chẵn. Đó, hiện tại là chưa thổ cư ha, đất trồng cây lâu năm. Đó, đây là trang đất nè anh chị, vuông vắng, có móc lộ giới ha. Đây ha. Đó, có mở rộng đường mà không sao, đất mình cũng dài. Đấy.
Đây, đây là cái thông số chiều ngang chiều dài nè. Đó. Rồi cuối cùng thì mình sẽ mời chị xem cái vị trí đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung. Đây, đất mình nằm vị trí này nè anh chị. Đó, nằm gần sát ranh với lại bên phía địa phận của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, đây, đây là Bà Rịa Vũng Tàu nè. Thấy không? Rất là gần. Thì nhìn trên bản đồ vệ tinh thì thấy là cái mật độ dân số đây thì nó cũng khá là nhiều ha. Nói chung là nhà vườn thì dĩ nhiên là nó sẽ xa xa có một cái nhà. Nhưng mà thấy dân cư như là ok vậy ha. Cách 10-20 mét là có nhà vườn. Đấy, chị thấy không? Nói chung là dân cư thì cũng khá là đầy đủ. Đường thì thông hết chị ha. Đó. Mình có thể là đi qua bên đi chợ thì có hai chợ lớn ha. Mình đi bên chợ Quảng Thành cũng được nè. Đó, thì mình giáp ranh với bên Quảng Thành còn không mình chợ bên chợ xã Lâm Sang nè, chợ xã nè. Còn không có chợ nhỏ thôi. Đây. Chợ khu 10 ha. Nói chung là mình cũng khá là gần trục đường chính 765. Đó thì mình ra chợ khu 10 này cũng được, nhưng mà chợ này thì dĩ nhiên là không có bự bằng hai chợ kia. Đó. Ở ngoài đây thì có giáo xứ, có trường học luôn chị ha. Đây trường học nè. Đó, trường tiểu học rồi chợ rồi giáo xứ nè. Đó, đường 9765. Nói chung là tiện ích thì mình nói rồi. Tầm 2 cây số thì là đầy đủ hết chị ha. Đó. Về Hồ Chí Minh thì mình cứ đi ra bên Quảng Thành thôi. Đó, đi ra đường Kim Long Quảng Thành nè. Rồi mình đi thẳng một mạch luôn là ra quốc lộ 6 nè, tức là ra trung tâm thương mại Kim Long đó anh chị. Đó, ra đây rồi thì mình cứ đi theo đường Bầu Cạn ha. Chạy lên đây đi đường Bầu Cạn về Hồ Chí Minh thôi. Ở đây. Đi thẳng cái trục đường Bầu Cạn này là sẽ nó là đi ngang qua sân bay Long Thành đó anh chị. Rồi mình ra quốc lộ 1 nè, đó là đây cao tốc thôi. Nói chung là khu này mình quen nhiều rồi cho nên mình nó sơ sơ là anh chị mình hiểu rồi ha. À, nói chung là cũng khá thuận tiện đi về Hồ Chí Minh. À, đi tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, à, tùy vào tùy nơi. Rồi. Thì nói chung là về cái vị trí thì anh chị nào thắc mắc á thì cứ gọi cho mình sẽ hướng dẫn thêm ha. Tại chỗ này mình đã quay nhiều rồi chứ mình cũng không nói nhiều làm gì mất thời gian. À, cái giá xin nhắc lại là chủ đang kêu giá là 1.4 ha, tức là giảm từ 1.5 xuống còn 1.4. Thì cái giá này là mình nghĩ là vẫn còn chắc còn bất lập. Cho nên anh chị là thiện chí mà muốn kiếm một cái miếng đất gần khu dân cư để lập nhà vườn thì mình thấy cái miếng này ok chị ha. Đường thì hiện tại đường nhựa nhưng mà sắp tới còn mở rộng thêm và có cải tạo lại đường ha. Nói chung là mình thấy là khu này thì ok đó. Rồi thì anh chị đã quan tâm thì gọi cho mình ha, số điện thoại mình để dưới màn hình á để được hỗ trợ là gặp